Hôm nay một ngày rất đẹp, một ngày dành cho phụ nữ, 20 tháng 10. Chúng kia em lên sóng một chiếc Latina C45 màu hường, màu dành cho tình yêu. Vâng, bác nào mà yêu màu này chắc mua về tặng vợ vẫn kịp đó. Vâng, mời các bác nghe thử liên khúc Tuấn Vũ nhé. Con phương trời mây, thôi nhé anh đi từ đây. Đây là không dùng quai, ấn ba là dùng quai. Có hoàng hôn, tình nào hơn nước non. Rồi đây một mai lôi cửa tôi về, kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe. Một gian nhà chăn giấc mơ đêm đêm, lắng nghe tiếng nhịp con tim, hai người gọi chung một đêm. Trăng khuya che mây mờ, buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá buông gió trôi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình ngâu. Ngày về ôi xa quá, cánh nhàn còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Mời các bác ra thưởng thức radio ạ. Một tự nhiên có lẽ là những cái cần thiết hơn, là quan trọng hơn, thì tôi nghĩ là bạn cái người có cá tính, thứ hai là có cái niềm đam mê, và hai là đỉnh cao là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vào tháng 12 năm 1972. Thưa Thiếu tướng Bùi Tố Việt, đồng chí có cảm nhận như thế nào về chiến thắng to lớn này? Và lạc bầy chim chiêu chín, hai phương chơi cách biệt, đêm chờ ba đến mong. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng rớt bên sông. Người đi đi ngoài phố, nhớ giang sương mịt mùng, phản ghi ra chiều công biến.